mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, hôm nay khu vực vùng đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi trời tạnh ráo hẳn, hửng nắng nhiều nơi. Khu vực miền núi có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ, có nơi mưa vừa ở các huyện Ba Tơ, Trà Bồng. Thời tiết ngày mai ngày 18 tháng 2, dự báo nhiệt độ sẽ tăng so với hôm nay và dao động ở mức là từ 22 đến 28 độ. Trời có nắng lên nhiều nơi, tuy nhiên đêm và sáng sớm trời vẫn lạnh. Kiểu thời tiết này, mọi người nhớ chú ý uống đủ nước, bổ sung đầy đủ các loại rau xanh, rau củ quả để đảm bảo sức khỏe. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh, ngày hửng nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi có mây, ngày nắng gián đoạn. Thị xã Đức Phổ mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, có mưa rào. Thị trấn Ba Tơ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào, đêm và sáng trời lạnh. Lý Sơn nhiều mây, có lúc có mưa rào, ngày nắng yếu. Thông tin thời tiết ở các ngư trường. Trong những ngày này, không khí tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng rất tấp nập với những hoạt động mua bán hải sản của người dân. Nhiều tàu mang về hàng tấn hải sản các loại, trong đó chủ yếu là cá hố, một trong những loại cá có giá trị kinh tế cao, sản lượng tốt, tạo động lực người dân tiếp tục bám biển. Dự báo gió ở vùng biển Đà Nẵng cũng như khắp từ Quảng Trị xuống đến Quảng Ngãi, dự báo trong đêm nay và ngày mai sẽ giảm xuống còn cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 2 đến 3 mét, trời vẫn còn mưa dông vài nơi đi kèm với lốc xoáy nguy hiểm, bà con ra khơi cần lưu ý. Các vùng biển từ khu vực Bình Định trở xuống đến Ninh Thuận, trong đêm nay và ngày mai, gió cũng không còn mạnh khoảng cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 2 đến 3 mét. Với các vùng biển phía Nam từ Bình Thuận đến Cà Mau, ra ngoài khơi Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, dự báo trong đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 6, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, dự báo trong đêm nay và ngày mai gió còn mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét, biển động. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nơi có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 2 năm 2023, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận dự báo trời tạnh ráo trở lại, phía Bắc khu vực trời còn lạnh về đêm và sáng sớm, phía Nam khu vực trời hửng nắng. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, trời rét, mức nhiệt duy trì từ 17 đến 22 độ. Thừa Thiên Huế trời tạnh ráo, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Đà Nẵng nhiều mây, nhiều nơi hửng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Lâm Đồng trời có nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.